Rồi, xin chào các bạn. Bữa nay được thả chốt và nghỉ hết lệnh phong tỏa các bạn ơi. Mình đi thăm 5, 6, 7 giờ chiều rồi. 5 cái. Còn ngày mai mình đi thăm bên kia. Bữa nay thăm 5 cái nha các bạn. Chú ta cắm mết nhiều quá. Lâu quá không biết ra cái 7 còn không nữa. Xui muốn chết luôn à. Thăm có thì đạt lợi, còn không có thì rút luôn nha các bạn ơi. Cái luồng này có 5 cái à, không có thấy nào nhốt lại nữa. Thấy giết quẩy quá trời quẩy. Đặt đâu mắt đó, đặt đâu mắt đó. Con gì nhảy nữa vậy? Hết hồn hoài. Hồi đặt ra lúa mới xạ, giờ lúa là mới cao nè, mới được đi nè các bạn. Còn hỏi con rắn nào còn không? Đâu khúc này mình có 1 cái nè các bạn. Không biết nằm khúc nào thôi, có 1 cái. Đâu còn đây nè. Không biết có không? Đây đặt nhiêu bị lấy trơn à. Không thấy các bạn ơi. Cái đầu tiên mới nằm chỗ nào, lâu quá quên hết trơn. Đây cái gì nè. Đồ ăn no đúng rồi. Giờ trời giờ Phật làm con ơi. Lâu quá không thấy tin tức rồi. Không thấy cướp đáy hết trơn. Con này mà có cướp đáy cũng đéo có thấy đâu các bạn ơi. Già nặng lan. Con nặng, trời ơi ngựa. Ngựa bạn ơi. Vô. Con ngựa. Chú ơi ngựa bự luôn các bạn. Chà bí. Ngon. Cuối cùng cũng lụm đặt rồi. Chỉ đặt lại các bạn ơi. Ngựa. Được. Ngựa là được. Ngon cơm. Có 5 cái nha các bạn ơi. Con ngựa là bự lắm bạn ơi. Con nè. Sướng. Sướng các bạn ơi. Ông nội ơi con ngựa. Chà bí. Lâu lắm thấy ốm như hôm 20 ngày rồi đó bạn. Chà bá luôn bạn ơi nè. Sướng gì đâu. Rồi mình tắt máy mình bắt cái mới được các bạn ơi. Mình hôm nay con tay một à. Rồi. Đây con ngựa đầu tiên các bạn ơi. Trần bành trướng các bạn. Ngựa to ghê luôn nè. Khổng lồ ngựa. 20 ngày có rồi đó các bạn. Một con. Rồi. Vô chỗ đặt lại các bạn ơi. Chưa chặn thì giờ đây. Cái thứ hai cũng đâu đây nữa các bạn ơi. Xa quá lâu quá. Quên các bạn. Làm đi vòng nha. Đi vòng ấp kia đi qua. Hiu quá. Lâu ngày nó hiu quá các bạn. Mười mấy 20 ngày. 20 ngày có 16 đây. Cái này 20. Lần nào cũng thăm 20 ngày không trời. Muốn chết luôn rồi. Lội thì muốn hả họng. Quẩy thì không thấy. Trời. Cảnh đẹp cực kỳ. Đồng lúa xanh luôn nè. Công nhận cảnh đẹp thiệt. Rồi chừng nào tới 7 luôn. Mình tóc lên về đây luôn các bạn ơi. Kiếm đó. Biết nằm về đâu đây nè. Biết khúc nào thôi. Hy vọng. Ờ qua khỏi khúc này nè. Đâu đây nè. Đâu đây con cái nữa các bạn ơi. Xa, đặt xa xa với con cái. Rồi, thấy rồi cái bẫy nằm ngoài luôn các bạn ơi. Hết mê trần minh luôn. Nè cái bẫy lấy ra để gì nè. Trời ơi trời. Lấy ra từ 80 năm về trước cái gì rồi. Đạp dẹp lép luôn rồi. Cái gì thì con hơi sửa lại các bạn ơi. Tắt máy sửa lại nha. Đầu khúc này con cái nữa các bạn ơi. Biết nằm đâu đây. Lâu quá quên hết trơn. Đâu rồi trời. Biết khó biết đường nhớ rồi. Nằm ở đâu rồi trời.
Ôi. Đây là cái nữa rồi. Cui à. Nằm mặn cái gì đây? Cái gì trong đây vậy? Gì vậy? Hành. Hành bạn ơi. Hành ngon ngon. Có hành là ngon. Được. Bạn ấy bắt luôn. Mở dây các bạn. Cũng được. Có hành là có tiền. Có hành bạn ơi. Cũng ngon. Lâu mà vẫn còn dính nha các bạn. Cứ coi rồi thì cứ khu gan các bạn nè. Khu gan khô còng luôn. Ôi rồi. Rồi cũng bước coi các bạn. Món cơm nè. Rồi lúa lên dính bao luôn nè. Nó cơm. Sướng gì đâu á. Có 300 gram rồi các bạn ơi. Lúa gì nó dính cái bao nè. Lâu quá rồi. Bắt luôn bạn ơi. Không chịu ra các bạn. Hỏi như thổ bùa chứ không chịu ra. Chịu ra nè. Thọt luôn. Ra. Thật ra ta nắm luôn à. Tay bự quá bự các bạn. Làm ăn được cái tay bự quá dở quá. Bắt kiểu mấy này không được à. Tay mình to quá không phải bắt không được. Mà tay mình to quá thật cho không được. Tay như cái là tay trâu các bạn ơi. Bởi đợi cái tay nhỏ cũng ngon. Mà bự quá cũng dở. Vô. Rồi nắm được cái đuôi đó các bạn. Trời ơi nắm được cái đuôi. Trời ơi cũng lẹ dữ các bạn nè. Ngon cơm. Cỡ này là ngon rồi. Trời sướng. Sướng. Sướng nè Quy ơi. Sướng à, làm hai cái hai con nha. Bây giờ mình còn một cái nữa các bạn ha. Bây giờ mình cầm cái bẫy này. Mình phan đặt ở đây. Đi ra đặng cái thăm nếu dính lấy lại. Còn nếu mà không dính thì mình bỏ ra là sai chuột thôi. Nằm ở đâu vậy? Nếu không dính là sai chuột không các bạn? Đây. Đem cái bẫy theo các bạn ơi. Cái bẫy nó nằm có đã không? Trời nặng nữa các bạn ơi. Dính nữa các bạn ơi. Con này con gì nặng, cũng nặng nặng nè. Rồi ngựa nữa các bạn ơi. Ngựa cũng bự luôn các bạn. Được, ngon cơm. Ở đây ngồi đặng giá nó ra đi thăm bốn cái bẫy của nó các bạn ơi. Còn bốn cái nó bốn cái, mình năm cái nha. Hết rồi đó, mình hết rồi các bạn ơi. Mình còn có nhiêu là hết rồi đó. Rồi. Ngon cơm, để mình tắt máy mình đặt cái này lại nha các bạn.
khỏi cua ra quá các bạn. Trời ơi trời, ý lâu đời nó cua gan cua khóc hết trơn các bạn ơi. Ngựa nữa, ngựa bậy bạn ơi, ngựa truyền thống mà. Em tắt máy mở miệng bao cái tay cầm không được gì trơn các bạn ơi. Rồi giá nó mới ra các bạn ơi, nó ra là như 24/7. Ờ bây giờ nó đi trễ cái đường vậy trơn á. Ờ mượn nó bắt một con ngựa là dùm luôn. Trời 4 lạng. Ờ có 4 5 lạng. Mấy bảy đừng lộ không biết còn không. Ờ má nó 5 cái mất hơn cái. Còn 4 cái. Còn tiêu cái à. Còn được cái nào để tâm hơn. Mất cái còn cái nó lôi ra ngoài bỏ ngoài nữa. Mượn giá bắt dục luôn các bạn. Ly đó. Chống dịch á, quay cho nó xuống ruộng á, trời ơi, cứt lá gì nó khô gan hết trơn, mấy cái đường lộ mất hết trơn, lâu quá, gắn đổi màu bự mẩy, hơn á, nó cắn kìa các bạn, cắn ghê luôn đó, nó phát nó ập 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 đó, trời ơi, trời ơi, lấy túi lưới ra, lấy túi lưới ra, hổ hán nó đi. Hổ nách đi. Ừ, hổ nách đó rồi. Cắn máu. Rồi bắt đầu bỏ vô túi lưới các bạn ơi. Bỏ chuột vô. Bỏ đại vô đi, bỏ chuột luôn. Đây nè các bạn ơi, ba con, hai con ngựa, một con hành, đó, 5 cái rồi mất 1 cái rồi bị lấy ra 1 cái, còn 3 cái dính điệu cho các bạn. Mất có 20 hay mấy ngày hết xịt à. Cũng ngon trong một túi phải không? Rồi, ngồi tới cuốn giá, còn 4 cái cuốn giá quay cho các bạn coi nha các bạn ơi. Cũng ngon như thống rồi. Các bạn giá các bạn ơi. Rồi, các bạn giá. Không biết còn nhớ chỗ không nè, lâu quá rồi. Ủa, tao nãy tao mua tao kiếm muốn chết luôn vậy á. Còn không? Ở đâu? Còn, lụm con coi. Ờ, còn chuột hả? Ủa, tới giờ còn chuột chạy. Ghê vậy? Còn chuột nhắc lúa vô. Rồi, một cái chết các bạn ơi. Còn nó khum luôn kìa. Giá nó thăm thu quá các bạn ơi, bây giờ tới mình. Mày có thăm tao. Thăm dính một cắn lục đỏ là trời cho cắn lại luôn. Trời ơi trời má ơi, banh đít luôn. Hai nữa. Ở đâu nữa, con gì bóng gì vậy? Ở đâu bạn? Con vẽ đâu lận? Rồi, còn có lỗ không? Vô. Ta thăm hơn nó ghê, lấy mất tiêu rồi. Hả? Ở chiều hay là mau vậy đi. Bự. Chiều hay mau lấy. Ờ. Ờ, bữa chiều điện cho tao. Hên. Dạ, cái bên đây, cái bên kia chắc hai cái mất hết quá. Ở đâu rồi đây? Còn không? Đâu nữa? Trời ơi, có bảy lần gì đó hả? Rồi. Cái đâu? Trời ơi, không hành 5 kỳ vậy. Thúi dữ lắm, ở ngoài đem vô ông nội ơi. Ừ. Ngoài vô. Cùng các bạn ơi. Đâu rồi? Còn bảy đâu, đâu, chuẩn không? Tao cứu cho mày ơi. Họ tay ngọc, học tay ngọt coi. Gác đâu mà dữ vậy? Ui nhà te rồi mày ơi. Nhà te hộp rồi. Hộp rồi. Còn không biết nữa. Còn con chuột. Đúng rồi, còn. Chiến binh. Còn con. Ừ đặt lại đi. Lúa đâu? Lấy lúa đâu? Rồi hết luôn, xong luôn các bạn ơi. Thọ tay ngọc, thọ tay ngò, có đặt nè. Rồi tạm biệt các bạn luôn. Tạm biệt các bạn. Ừ. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn các bạn tiếp sau các bạn ơi. Bye bye.